Choáng ngợp với đám cưới Hà Nội, cô dâu đeo 50 cây vàng, mẹ chồng cho quà 20 tỷ. Những ngày gần đây, người dùng mạng lan truyền những hình ảnh về một đám cưới khủng. Trong đám cưới, cô dâu đeo vàng nặng trĩu, chú rể cũng nhiều trang sức không kém. Không đeo của hồi môn theo kiểu thông thường, cô dâu xấu chuỗi tất cả kiêng vàng, lắc tay, nhẫn và đeo vào cổ. Giá trị của bộ trang sức vàng lên tới 50 cây. Được biết chú rể tên Vĩnh Đăng đến từ Vĩnh Long và cô dâu là Huyền Trang sống tại Hà Nội. Đằng sau đám cưới gây chú ý là một câu chuyện tình khá ly kỳ được chú rể Vĩnh Đăng chia sẻ. Vĩnh Đăng tâm sự, chúng tôi quen nhau vào hồi đầu năm, chuyến đi chùa Hương khiến tôi gặp được chân ái của đời mình. Ấn tượng với cô gái mang vẻ đẹp rất bắc, xinh đẹp, mặc áo dài đi chùa cùng mẹ, tôi đã bắt chuyện và xin số điện thoại làm quen. Khi tiếp xúc, anh bất ngờ vì cô gái này có điều kiện nhưng khá giản dị. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, những chuyến công tác thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội giúp hai người có thêm cơ hội hiểu nhau. Mẹ của Vĩnh Đăng cũng gặp Huyền Trang trong lần cô đi công tác thành phố Hồ Chí Minh và rất có cảm tình, được người lớn ưng thuận, tình cảm của hai người càng tiến triển. Chuyến công tác gần nhất vào tháng 4 vừa rồi chính là cơ hội để hai người yêu thương và quyết định kết hôn. Vĩnh Đăng kể, anh ra Hà Nội công tác nhưng dịch Covid-19 bùng phát nên bị mắc kẹt. Lúc đó Trang chủ động đưa anh về quê ở Mỹ Đức, Hà Nội chơi và gặp gỡ gia đình. Thấy cuộc sống gia đình Trang thú vị, Vĩnh Đăng rất trân trọng. Sau hơn 3 tháng ở cạnh nhau, cả hai hiểu được tình cảm của đối phương. Cuối cùng Đăng đã tỏ tình với Trang và cả hai quyết định làm đám cưới. Nói về những bức ảnh mà cô dâu đeo vàng trĩu cổ trong đám cưới, Vĩnh Đăng cho biết đây là phong tục của người miền Tây. Trong đám cưới nếu cô dâu được trao càng nhiều vàng thì càng nhận được nhiều phúc và may mắn. Anh cũng cho biết số vàng cô dâu đeo khoảng 50 cây, bên ngoại cho 14, bên nội cho 36 cây. Ngoài ra thì mẹ chồng còn trao cho con dâu món quà bằng kim cương trị giá 20 tỷ đồng. Toàn bộ khung cảnh đám cưới là do Đăng và vợ cùng nhau nghĩ và mua đồ trang trí. Về tình hình dịch bệnh, đám cưới chỉ tổ chức khoảng 20 mâm tại nhà gái. Nhà trai dự đám cưới qua hình thức online. Trang phục cưới cũng được thuê theo sở thích của cô. Vĩnh Đăng muốn mang lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc nhất cho vợ mình trong ngày trọng đại. Nói về đám cưới bị một số người bàn tán, cho rằng quá phô trương, Vĩnh Đăng không mấy bận lòng. Anh luôn tâm niệm, việc mình muốn làm sẽ làm hết sức. Điều quan trọng là anh có thể mang lại niềm vui cho người mà anh yêu thương.